chốt giá là 100.000 này, 100.000, 100.000. Và đây là cái sabun này, đây cái sabun này. Nó không có cái lẫy gà, nó không có tiếng rắc và nó không có những cái lá lá rách carbon. Nó là một cái bun chết luôn. Khi các anh em đẩy vào thì cái lột giác, cái ốc lột giác bên trong này này nó lọt vô trong cái rãnh này nên là nó bó cứng luôn. Thì thay vì cái sabun có rắc, các anh em mà muốn bo chết thì đóng rắc cứng luôn. Nó cái bun này là nó như vậy, là nó bo nó cứng luôn. Khi mà đụng ca lớn to quá tải thì xả rắc thì con này nó không xả được, cái sabun này không chạy được là bun chết. Hello, xin chào tất cả các bạn và các anh em. Hôm nay mình có mấy cái con máy hàng bãi nha, hàng của Daiwa này, con Million Max ba con, một con máy ngang Ryobi. Đây là cái dòng máy ngang đánh biển ha, cạo đáy luôn, mắc rát là trên 30 kg luôn. Và hai con máy Daiwa dòng súp, hai con này là hai con hàng mới khách hàng đã qua đã sử dụng rồi, thì trong cái video này mình cũng thanh lý luôn. Thì ba con máy này thì trong cái video này đáng lẽ là mình không có đưa lên đâu, bởi vì khách hàng nó đã chốt rồi nha. Chốt giá là 100.000 này, 100.000, 100.000 đó. Ba con này khách đã chốt 300.000 rồi. Đáng lẽ mình không có đưa lên cái video này bởi vì khi mà mình đăng hình để thanh lý á, thì có rất là nhiều anh em lên comment kêu là câu view câu like bởi vì thấy giá quá rẻ. Các anh em kêu là mình câu view câu like chứ không có hàng để bán ha, không có hàng để gửi. Thì hôm nay mình đưa, bây giờ mình đưa cái video này lên để xác xác thực ha, người thật việc thật. Đây các anh em ha, người thật việc thật, uy tín cho các anh em, chứ không mà các anh em cứ kêu là đăng mấy cái máy cũ lên xong rồi để giá rẻ chứ thật ra không có hàng để bán, để câu view câu like. Thật ra mình bán hàng thì tiền nào của đó thôi anh em ạ. Thật ra bên mình bán hàng á, chưa bao giờ kêu khách đặt cọc, kể cả những cái đơn hàng giá trị cao 5 đến 10 triệu chưa bao giờ kêu khách đặt cọc trước. Mình cũng tin tưởng khách hàng chứ, người ta có nhu cầu người ta mới mua, đặt cọc làm gì. Anh em tin tưởng mình thì anh em liên hệ mua. Đấy. Có rất là nhiều anh em, mày bán tao cái cần đó, cái máy đó, chứ còn không bao giờ hỏi giá. Đấy. Và cũng có rất là nhiều anh em kêu cho tao số tài khoản, tao chuyển khoản luôn. Đấy. Khi nhận hàng khỏi mất mất thời gian. Đấy. Đấy. Còn cái lúc mình có nhiều lúc mình thanh lý hàng cũ, các anh em liên hệ mua rất là nhanh. Các anh em cũng sợ là mình không gửi và kêu là thôi để đặt cọc trước để giữ niềm, lấy niềm tin để mình gửi cho nó nhanh, không là để bán cho người khác. Nhưng mà thực ra mình ai mà chốt là mình gửi thôi, không cần đặt cọc. Người ta tin tưởng mình thì mình cũng tin tưởng lại. Thì ba con máy này khách đã chốt rồi, nhưng mà mình review sơ qua để lấy tương tác. Con máy Daiwa Million Max xài 7.000. Đây là những cái dòng máy mà thích hợp câu nước sâu ha, tải chi lớn. Đó. Cạo thì bao cạo luôn. Máy nó nặng kinh khủng luôn, nó như một cái cục sắt. Nhưng mà những cái dòng này thì cạo cực kỳ khỏe. Câu không biết chừng nào nó hư cái máy này, nhìn nó cục cạch vậy thôi chứ hoạt động còn rất là mượt mà nha. Đó. Những anh em nào mà chưa biết thì tham khảo qua, cái trục nó kinh khủng luôn. Mấy cái dòng này thì không biết xài chừng nào nó hư nữa. Còn hoạt động thì tốt nha. Đó. Còn 100.000 thôi. Đây là con máy GS xài 9.000, GS 9.000, còn hoạt động tốt luôn.
Nhìn mấy cái xà bun của nó dày thì thôi rồi luôn. Đây là con máy thứ ba, GS 8000. Con này thì còn hoạt động nhẹ hơn, mượt hơn. Nhìn mấy cái cốt đi quay kinh khủng thật. Cái con máy ghê gớm. Cái nhược điểm của nó là nặng thôi, bởi vì nó là nguyên cục sắt nè. Đấy, thì ba con máy này thì khách đã chốt rồi nha. Bây giờ mình bỏ qua. Bây giờ mình sẽ review ba cái con này. Đây, tiếp theo là con máy ngang. Đó, máy ngang tay phải, hàng chính hãng của Ryobi nha, của Nhật. Advanced Tuner 103, máy tay phải. Đây là con máy ngang câu ngâm, câu đáy. Thì con máy này nó thích hợp với những cái dòng cần máy ngang mà bạo lực, câu đáy nha. Các anh em đừng có tham rẻ, mua cái máy này về gắn với những cái dòng cần dít thì không chơi được đâu. Vì con máy này là cái con máy nó nặng cực khủng luôn, như chắc trên 1 kg quá. Bởi vì tất cả những cái body, cái khung máy này nó là chất liệu inox nghiêm khói và cắt CNC nha, không bao giờ rỉ luôn. Cái con máy này cầu thì không biết chừng nào nó hư. Đó, hoạt động thì còn mượt mà luôn. Đó, hoạt động mượt mà nha, tất cả những cái chi tiết là còn hoạt động ok hết. Đây, còn cả chỉnh số luôn nè, từ 1 đến 5. Máy còn hoạt động mượt mà luôn. Máy chính hãng của thương hiệu Ryobi. Tay quay thì nó là khỏi nói rồi ha, cực kỳ cứng cáp luôn. Inox nghiêng khói, cắt CNC luôn, bao reset luôn. Đấy. Con này thanh lý giá 350k. Tiếp theo là con máy của thương hiệu Shimano ha. Con máy này là của Shimano, Shimano Subleader C14+35. Cái body của con máy này thì nó to bằng con Daiwa Vincat 6000VD, nhưng mà con máy này thì nó nhẹ hơn, cái lô cước bự hơn nha. Đây là dòng máy sub bên châu Âu, thì chúng ta hay thường thấy các cần thủ sử dụng câu cá chép, câu những cái hồ, những cái đập, và cái kiểu câu là kiểu câu bully. Các con thủ thường hay gác trên cái giàn, và có cái máy khi cá nó ăn thì nó kêu tia 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 tia. Cái sabun 5 này hỗ trợ ra dây, thì cái máy này khi ném ra dây như tên bắn luôn. Các em nhìn đó, cái sabun hỗ trợ ra dây nhanh, nhìn có nông cạn vậy thôi chứ vào dây khá là nhiều. Tầm 150 đến 200 mét ta, tùy cái size dây. Con máy này ở Việt Nam thì thích hợp các anh em đánh lục, cấu đập bạc biển, hỗ trợ ra dây, anh em đánh tầm xa những cái dòng cần sub. Con máy này nếu mà mới thì giá tầm gần 5 triệu nha. Con sub leader 14+35 được sản xuất tại Malaysia nha. Con máy này được sản xuất tại nhà máy Shimano Malaysia nha. Con máy khá là nhẹ. Và tình trạng máy thì mình sẽ review chi tiết để cho các anh em nhìn. Nếu mà ưng chốt, mình không có nhận cọc nha. Các anh em mua hàng, nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, đúng tình trạng máy và thanh toán. Đấy, con máy này thì còn quay khá là mượt, khá là ok luôn, chưa có bung máy nha. Đó, về cái bề ngoài này, các anh em nhìn ha,
mình thấy thì gần như là không có một cái vết xước nào luôn, còn khá là mới nè, khá là mới đó, chưa có bung luôn. À, tay quay này còn khá là mới luôn. Đó. Thì cái con máy này nó có một cái đặc biệt mà mình thanh lý với cái giá rẻ như vậy. Cái cối này, cái máy này đáng lẽ là nó có một cái spool có tiếng rắc. Khi mà đóng cá kéo thì nếu mà đụng cá lớn kéo thì cái tiếng rắc xả bun ra để cá nó chạy. Nhưng mà con máy này này thì cái spool chết. Cũng như là các anh em khóa bun cứng luôn. Khi mà đóng cá là khóa cứng luôn, bo thẳng luôn. Thì cái con máy, cái spool này là nó như vậy, nó không có tiếng rắc nha. Đây. Đáng lẽ là con máy này nó có một cái spool đó nữa nhưng mà nó bị mất rồi. Đấy, đây. Các em nhìn cái trục này. Khủng không? Cái trục này cực khủng luôn. Đó, máy còn mới ha, chưa có bung nha. Đó, chưa có bung. Các em nhìn này. Máy còn quay êm, không một tiếng kêu luôn, mượt. Và đây là cái spool này, đây cái spool này, nó không có cái lẫy gà, nó không có tiếng rắc và nó không có những cái lá lá rách carbon, nó là một cái bun chết luôn. Khi các anh em đẩy vào thì cái lục giác, cái ốc lục giác bên trong này này nó lọt vô trong cái rãnh này nên là nó bó cứng luôn. Thì thay vì cái spool có rắc, các anh em mà muốn bo chết thì đóng rắc cứng luôn. Nó cái bun này là nó như vậy, là nó bo, nó cứng luôn. À, khi mà đụng cá lớn to quá tải thì xả rắc, thì con này nó không xả được, cái spool này không chạy được, là bun chết. Đấy. Cho nên là con máy này mình nó rất là ít phù hợp với những anh em đánh cá lớn. Cho nên là mình thanh lý giá và nó là cực kỳ rẻ rồi. Các anh em mà muốn trải nghiệm thì mua cái con máy này về chơi nha. Đó, với cái giá và nó là cực kỳ rẻ ha, chỉ có 1,5 triệu thôi các anh em ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn, còn mới và rất là nhẹ. Rồi, những anh em nào mà bạc biển ha. Ấy, con này mà đi bạc biển hiện nay cá đâu có bự đâu, cá tầm khoảng 3 4 kg, cần khỏe, dây khỏe thì các anh em bò thẳng luôn. Cần gì phải xả rác. Ok chưa? Đó. Quá đẹp. Các bạn và các anh em mua hàng liên hệ trực tiếp số điện thoại trên video.